đây. Các bạn ơi, đừng ăn đồ ăn nữa. Bạn vẫn cần phải nấu ăn với nó đấy. Hãy cùng tìm hiểu xem Margot muốn ăn kem kìa. Có vẻ như là đơn giản. Còn bây giờ thì hãy sẵn sàng thôi nhá. Tuyệt vời, hãy bắt đầu nào. Em mà cháu muốn thử sao? Thôi được rồi. Dâu tây này á, bà vừa mới hái từ vườn của bà buổi sáng nay đấy. Nào, bây giờ thì dâu bà sẽ cho lên nhầy. Sau đó bà sẽ cho thêm đường. Và sau đó bà sẽ phải dán cái này lên. Này, em mà, tây đi đâu ấy? Hãy nhìn xem trời à, bà có cái này thơm chưa? Bà làm cái mứt này rất là tuyệt vời. Còn bây giờ thì bà sẽ cho tất cả cái này vào đây. Và cho thêm cả sữa vào. Ôi, cái kem gì mà không có sữa chứ. Và bây giờ bà sẽ ngoáy nó lên. Còn bây giờ thì bà chỉ cần đổ ra cái khay này nữa thôi. Và cho vào tủ lạnh. Ôi, tuyệt vời. Bây giờ thì bà sẽ cho vào tủ đá nhá. Bà xong rồi. Ôi ơi, còn cái này là cái gì nữa? Rau sao? Mình không cần. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai lại ném đồ như thế này? Bà ơi, của bà sao? Không phải của bà, chắc là của cháu gái bà. Ôi, cháu không cần cái thứ này đâu. Cả cái này cũng thế. À, còn cái này thì ổn hơn rồi đấy. Nutella. Trời ạ, mình rất là thích nó. Ôi, ngon thế. Em à, thôi được rồi. Còn mình thì sẽ làm kem rán. Bạn biết đồ món này là món gì không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Đầu tiên mình sẽ cho mini Oreo vào đây. Sau đó mình sẽ cho cả cái này vào đây. Sau đó mình sẽ dùng cái này và dầm nó ra. Và ở trên thì sẽ cho sữa vào nhá. Và mình sẽ cần phải trộn đều nó lên. Nhìn thôi đã thấy ngon lắm rồi. Sau khi cái này đã xong, mình sẽ cho nó lành như thế này. Và cho lên một cái đĩa rất là ngon. Và tất nhiên là trang trí nó bằng dâu tây. Và ở cuối cùng chúng ta sẽ cho cả đá khô lên đây. Đổ thêm một ít nước vào và đậu cái này vào. Ôi, cái này hay thật đấy. Ôi, kem của bà cũng cần phải lấy được rồi. Đấy, thế là nó đã đông lại rồi. Nào, bây giờ thì đến lúc bà phải làm một cái thật là tuyệt vời. Bà sẽ làm những cái này vào đây và cho cả rau lên. Sao, đẹp không? Wow, bà ơi, tuyệt vời quá. Thôi chết rồi, của mình vẫn chưa dự thứ sẵn sàng. Thôi được rồi, mình sẽ đổ sữa vào đây nhá. Và bây giờ mình sẽ cần cho cái này vào trong đông lá, đóng nắp vào. Và bây giờ thì sẽ cố gắng. Ôi trời ạ, làm không ổn lắm. Ôi, Margot, em muốn ăn kem rồi sao? Thôi được rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử đúng không? Wow, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Wow, bây giờ thì cần thử nó thôi. Cái này ngon thế. Tuyệt vời. Bây giờ tiếp theo nhá. Trời ạ, kem từ Nutella sao? Ôi, trời ạ, cái này là cái gì nó đây, ghê quá. Thôi, mình sẽ không thử cái món này đâu. Còn cái này thì trông rất là ngon. Bây giờ mình sẽ thử nó. Eo ơi, còn cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, ghê quá. Ồ, ở đây còn có dâu tây nữa chứ. Ngon quá. Vậy thì người chiến thắng sẽ là đầu bếp. Oh no, trời ạ, để mình thơm mình cái nhá. Thắng rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì mọi người hãy nhìn Margot nhá. Nào, để xem em mình muốn ăn gì. Wow, pancake sao? Một sự lựa chọn tuyệt vời. Nếu mà bạn thích pancake như kiểu Margot, vậy thì hãy ấn like nhá. Còn bây giờ thì mọi người sẽ bắt đầu. Bây giờ mình sẽ làm một món ngũ cốc từ mini pancake. Đôi, đáng yêu quá. Ê, đừng có động tay vào. Mình phải nghĩ ra cái gì nhỉ? À, đúng rồi, mình có bức ảnh với người bạn thân nhất rồi. Mình nghĩ là sẽ rất tuyệt vời nếu mình làm bánh pancake với cả hình của nó. Đầu tiên, mình sẽ vẽ những cái viền này ở đây nhá. Tuyệt vời lắm. Tiếp theo, mình sẽ tô trắng và đen vào bộ lông của nó. Bây giờ mình sẽ có một chú đốm. Vì vậy, cái hình này nó sẽ như thế này vậy. Đấy, sau đó thì gió nốt
Và cho cái này lên. Hoan hô, được rồi này. Wow, cháu giỏi quá. Đưa bà thơm cái nào. Ôi, cảm ơn, nhưng mà có thể không thơm. Ôi, bột này sẵn sàng rồi sao? Còn bà thì sẽ làm một cái tuyệt vời hơn. Bây giờ cháu sẽ thấy thôi. Đầu tiên, bà sẽ nạo tất cả những thứ này ra. Sau đó, bà sẽ cho bột vào từng cái một. Đập trứng vào. Và đổ sữa vào. Bây giờ thì bà sẽ trộn tất cả lên. Đấy, vậy thì đã xong rồi, những cái màu rất tự nhiên. Sau đó bà sẽ đổ nó vào đây. Sẵn sàng rồi. Ôi, cháu muốn thử không? Ôi, cái này chắc là tùy người thích thôi. Ghê quá. Ôi, bà sẽ cho cái này lên đây. Và sẽ cho thêm cả sữa chua. Và thêm một ít rau thơm nữa. Xong rồi. Bây giờ đầu bếp hãy nhìn đi. Ôi, thôi bỏ cái thứ kinh khủng này ra đi. Nào, bây giờ thì bánh pancake đáng yêu của mình đã xong rồi. Mình sẽ cho nó vào đây. Sau đó mình sẽ cho một ít mứt mâm xôi vào đây nhá. Mọi người sẽ chắc chắn là hợp với cái này thôi. Còn cái cuối cùng, mình sẽ đổ sữa vào đây như thế này. Mình như mọi khi thật là tuyệt vời. Chúc cháu ngon miệng nhá cháu yêu. Ôi, nhưng cái pancake này trông lạ thật đấy. Và vị cũng không ổn lắm. Ôi, và vị thì cháu cũng không thích. Còn ở đây chúng ta có gì? Oh wow, pancake hình con gấu. Tuyệt vời quá, mình sẽ thử một con nhé. Rất là ngon. Cháu rất là thích luôn. Ôi, trời ạ, một chú chó thật đáng yêu. Thử nào. Ôi, còn cái này thì ngon thực sự. Tuyệt vời quá. Vui quá. Vậy thì người chiến thắng là chị gái. Ôi, mình thắng rồi, thắng rồi. Em ma dừng lại đi. Trời ạ, em cần tập trung. Hoàn hồ, hoàn hồ. Nào, lần này thì mình muốn uống cốc tai. Không có vấn đề gì. Ôi, cốc tai sao? Ôi, quá đơn giản. Đầu tiên mình sẽ cần kem. Bây giờ mình sẽ làm một món cốc tai ngon nhất thế giới luôn ý. Bây giờ mình sẽ cho cái kem vào đây. Sữa. Và mình có thể cho fluff vào đây. Nó chắc chắn sẽ không lạc lõng đâu. Bây giờ mình sẽ bấm nó lên và đợi. Ôi không. Ôi cháu ơi, cần phải đóng nắp vào chứ. Ôi, đóng đi. Trời ơi, cháu xin lỗi bà. Nhưng mà cốc tai của cháu đã sẵn sàng rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm cả syrup ngọt ngào, vị cầu cao su. Còn ở trên thì mình sẽ cho cả kem đánh lên đây nữa. Ôi, kẹo nuts ngon thật đấy. Bây giờ mình sẽ lắc chúng lên như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả marshmallow nữa và một ống hút. Mọi người nghĩ sao? Mình nghĩ là đây là những thứ Margot thích. Đẹp quá. Ôi, bây giờ thì bà cũng sẽ bắt đầu thôi. Bà sẽ lấy kem sô-cô-la. Sau đó, bà sẽ cho vào trong bát và cho cả sữa vào đây. Ôi, trời ạ, quên mất, bà cần phải cho vào đây chứ. Ôi, hoàn hảo. Bây giờ bà sẽ ngoáy nó lên. Và bà sẽ đổ vào trong cái cốc tuyệt vời nhất. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ chơi một tí nhé. Ê, ai tắt đèn vậy? Bà. Trời ạ, bà ngủ sao? Thôi được rồi. Mình sẽ bắt đầu làm cốc tai tuyệt vời của mình. Mình sẽ cần kem, sữa. Bây giờ mình sẽ cho nó vào đây. Và ngoáy nó lên thật kỹ. Và mình sẽ cần cả một quả dứa nữa. Đúng rồi, quả dứa. Mình sẽ đổ tất cả mọi thứ vào đây. Và ở trên mình sẽ có thêm cả kẹo sô-cô-la Bounty. Nó sẽ không bao giờ là thừa. Bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái ống hút kẹo sô-cô-la vào đây. Vậy thì đồ của đầu bếp đã sẵn sàng. Bây giờ thì hãy nấu uống nhanh thôi. Wow, trời ạ, cốc tai này hay quá. Mình sẽ bắt đầu từ đây nhá. Trời ạ, rất là ngon luôn.
Ôi, còn đây là cái cốc đáng yêu của bà. Ngon thế. Ôi, còn đây như kiểu là hình vẽ luôn. Cái này thực sự rất là ngon. Ôi, vậy thì người chiến thắng là đầu bếp. Ôi, lại là mình thắng sao? Mình đã không nghi ngờ chút nào cả. Ôi, tất cả những cái đồ này thì dùng làm gì? Mình muốn ăn tất cả nuggets. Mọi người làm nhá. Tất nhiên rồi. Ok. Ôi, dành cho bà tất cả mọi thứ. Bây giờ bà cần bắt đầu sớm thôi. Đầu tiên bà sẽ cần cắt cái miếng thịt này ra. Làm đồ như thế này. Sau đó bà sẽ dùng những cái này vào đây. Wow, thật là đáng yêu. Trời ạ, nó sẽ là khủng long đúng không? Còn bây giờ thì đưa cho bà. Đấy, bây giờ thì bà sẽ cắt nó ra như thế này. Wow, tuyệt quá. Cảm ơn cháu. Cảm đầu bếp. Ôi, tất cả mọi người hãy nhìn đây. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nuggets thực sự là gì. Chúng ta sẽ cần cắt cá ra thành những nhìn màu này. Sau đó chúng ta sẽ rắc muối lên trên. Và tất nhiên là một ít cà tiêu nữa. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả những cái này lên. Cho chảo lên và thêm nhiều một chút nhé. Sau đó mình sẽ cho những cái miếng này vào trong để cái nuggets này sẽ rất là giòn. Ôi trời ạ, có thể cẩn thận hơn được không? Sợ quá. Thôi được rồi, bây giờ bà cũng muốn bắt đầu. Bây giờ bà sẽ đổ tất cả ra đĩa. Và tất nhiên bà sẽ cho cái bánh của bà lên. Bây giờ bà sẽ cho nó lên như thế này. Và cho vào lò nướng. Bập nó lên. Và đừng quên để cả thời gian nhá. Sẵn sàng rồi. Bây giờ có thể ngủ được rồi. Bà ơi, cháu đang làm việc mà bà. Ôi, cái kê này trông sợ quá. Tốt nhất là mình sẽ làm nuggets như kiểu của mình đáng yêu. Chắc chắn là chưa ai thử cái này đâu. Mình sẽ cần cả bánh của Mars nhá. Nó rất là ngon. Nhưng mà cái này dành cho Mago thôi. Và mình sẽ nạo nó ra như thế này. Và sau đó mình sẽ cho bơ đậu phộng vào như thế này nhá. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả lên. Và sẽ có một cái rất hay. Nhưng mà nhìn trông không được đẹp lắm. Nếu mà mình nhúng nó vào cacao thì sao? Đấy, chắc là trông tuyệt lắm đây. Bây giờ mình sẽ cho nó vào như thế này nhá. Và cho nó lên trên này. Sau đó mình sẽ đổ sô-cô-la lên. Và sẵn sàng. Bà ơi, dậy đi, hãy nhìn xem cháu làm được gì này. Nhìn chùm giống than quá. Nhưng mà cháu đã cố gắng rất nhiều, làm tốt lắm. Kinh tởm. Còn cái của mình đã sẵn sàng rồi đây. Bây giờ mình sẽ cho vào đây. Và bây giờ mình sẽ lấy vàng ra để làm trang trí. Mọi người vẫn chưa kịp đeo kính sao? Quên mất không bảo. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ nào một ít lên trên như này nhá. Để nó sẽ có những cái thứ rất tuyệt vời. Và ở trên mình sẽ cho cả sốt lên. Nó sẽ rất là tuyệt vời với cả cá. Mình sẽ cho nó thành cái hình như này. Và có thể bắt đầu. Ôi, nhìn trông rất là đáng sợ ấy chứ. Ôi, trời ạ, đây là của bà mà. Ôi, mọi thứ đều ổn. Nào, bây giờ thì bà sẽ mở nó ra. Và bà sẽ bỏ những thứ này ra. Ôi, mùi thơm quá. Ê mà, bây giờ không phải thời gian đâu. Nào, bây giờ bà sẽ cần những cái này ở đây. Bà sẽ cho thêm cả súp lơ lên đây. Và cho cả những con khủng long của bà vào. Trông rất tuyệt vời đúng không? Cái này thơm ấy chứ. Cái này trông rất là ngon. Mình cần phải thử nó thôi. Ôi không, trời ạ, đây là cá sao? Ghê quá. Còn bây giờ mình sẽ thử cái này. Wow, mùi sô-cô-la. Lại còn có cả siro sô-cô-la ở đây nào. Ngon thế. Rất là ngon. Ôi trời ạ, có một bãi cỏ khủng long sao, dễ thương quá. Mình rất là tuyệt vời khi được gặp các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn các bạn. Wow, ngon quá. Lần này thì bà là người chiến thắng rồi. Hoàn ơi, bà đã đợi cái này lâu lắm rồi. Bà thật tuyệt vời. Muốn ăn một cái cuộn như này.
À, dễ dàng thôi. Ừ, không có gì cả. Nào nào, xem cô gì nào. Ồ, cái này bà có thể làm. Bà sẽ lấy gà, đặt nó gọn gàng vào và cắt nó thành từng miếng nhỏ như thế này nhé. Bây giờ, bà cần một ít dầu ô liu. Chính xác những gì cần, nó sẽ ngon và tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, tất nhiên là thêm muối và hạt tiêu vào cho vừa vào món salad yêu thích của mình đã sẽ tốt cho sức khỏe. Đối với Mary, mình sẽ sẵn sàng chuẩn bị một món salad tất nhiên rồi. Mình sẽ lấy quả cà chua và cắt nó thành những cái khối gọn gàng như thế này này. Điều chính là đừng có cắt vào tay nhá. Quả dưa chuột như vậy, mình sẽ chia nó thành các cái dải và tất nhiên là cả thành các khối vuông rồi. Mình sẽ cắt mọi thứ ra. Đấy, đấy, thế là thịt của bà đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần lấy cái cuốn này thôi. Bà sẽ cho một ít mayonnaise lên đây. Và cái này bà rất là thích. Bây giờ bà sẽ cho rau vào, cà chua, dưa chuột và cả thịt vào đấy nữa. Bà sẽ bôi cái này với sốt mayonnaise và gói lại một chiếc bánh cuộn thơm ngon như vậy. Chiên lên. Mình sẽ đổ thêm dầu một chút. Cái này dành cho khoai tây. Đây rồi, bây giờ nó sẽ chiên. Dưa chuột đâu nhỉ? À, đây rồi, mình sẽ cắt nó ra. Như này nó sẽ nhanh hơn rồi. Ôi ôi, đừng ném, đừng ném. Trời ơi, có gì đó kẹt. Ôi, cảm ơn. Ôi, đừng làm như vậy nữa cháu. Mình sẽ lấy cà chua. Mình sẽ cắt nó ra xong rất là ngon. Bây giờ mình cần con dao lớn hơn. Mình sẽ lấy thịt hun khói. Mình cần miếng lớn và ngon. Ồ, cháu đang làm rất tốt đấy chứ. Thơm ngon quá. Bây giờ mình cần đặt tất cả những thứ này lên trên bột mì bánh mì. Một ít sốt cà chua, thêm cả sốt mayonnaise và một món cuộn ngon tuyệt vời của mình đã sẵn sàng. Và tất nhiên là mình cũng sẽ chiên nó lên. Ồ, để nó làm nhanh hơn, mình sẽ lấy một ổ ga. Ôi, đang làm gì vậy? Như này không được. Mình sẽ làm một món rất là siêu hạng. Như này tốt hơn. Hãy xem và học hỏi các chuyên gia làm đi. Mình sẽ lấy cá đỏ, cắt nó ra. Đây sẽ là cuộn cấp độ Michelin từ đầu bếp giỏi nhất. Bây giờ mình sẽ cho dầu ô liu vào trong, sẽ rất là ngon. Mình sẽ thêm một ít gia vị, khuấy đều lên. Ôi, mùi thơm quá. Bây giờ thì cần cho tất cả mọi thứ vào trong một cái này, vắt một ít chanh lên. Cháu đang làm gì vậy? Ôi, ôi, quả chanh vào mắt bà rồi. Ôi, cảm ơn cháu yêu. Mình tiếp tục đây. Mình sẽ lấy kem chua, rau xanh. Mình sẽ không sử dụng sốt mayonnaise đơn giản. Mình sẽ tạo ra một loại nước sốt tuyệt vời. Đấy, bây giờ là bánh mì. Mình sẽ bày rau xanh ra. Nước sốt của cá sẽ gọn gàng và đẹp mắt. Mình sẽ làm mọi thứ gọn gàng và hiệu quả. Đây là ẩm thực của đỉnh cao, không chỉ là một cuộc họp. Bây giờ chỉ cần làm nóng nó và chờ đợi một chút. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Nào, bây giờ mình sẽ cắt nó thật là đẹp và thật là ngon miệng. Và cuối cùng, phục vụ. Ồ, được rồi, ăn đi cháu. Xem mình có gì nè, tất cả dành cho cậu. Đây là món ngon nhất của bà. Thức ăn của mình ngon nhất rồi. Ồ, mình sẽ thử cái này nhá. Ồ, cái này ngon thật đấy. Ừ, ăn đi cháu yêu. Bây giờ thử cái này. Ôi, ghê thế. Trời ạ, cái này mình không thích chút nào. Trời ạ, không biết đánh giá gì cả. Có lẽ cái này ngon hơn, to thế. Ôi, hương vị thật là tuyệt. Ôi, cái này còn rất giòn nữa chứ. Ôi, cái này ngon nhá. Đây, đây là người chiến thắng. Mình thắng rồi, hay thật đấy. Ôi, bây giờ cháu muốn gì? Cháu muốn bánh đẹp và ngon. Ôi, bà có thể làm được. Ôi, quả đơn giản. Mình sẽ lấy những chiếc bánh và nhân kem. Ôi, chúng đẹp làm sao. Bây giờ cần trải nó lên trên lớp vỏ. Mình sẽ lấy phần còn lại, không thể cưỡng lại được. Bây giờ là chiếc bánh này.
Ôi, bánh của mình bay mất rồi, có vẻ không ổn, cần phải làm gì đó. Thôi được rồi, chắc là như này là được mà. Mình sẽ cho thêm nhiều kem vào để không nhìn thấy rằng nó của mình hỏng. Mình sẽ dùng thế này, mình sẽ dùng tay luôn. Đấy, như này tốt hơn rồi đấy. Tất nhiên là mình sẽ cho thêm cả kẹo và rắc nó lên trên. Ôi, tuyệt vời quá, đẹp chưa? Ok. Ôi cháu ơi, cháu lau chán đi. Bà sẽ không dùng những thứ sẵn sàng. Bà biết tự làm mà. Trứng, bột, đường, mọi thứ đã sẵn sàng, đúng thứ mình cần. Bây giờ bà sẽ đổ nó vào trong khuôn. Đấy, bà vẫn còn thiếu một mỹ thứ nữa. Bà sẽ cho táo vào trong này. Ôi, bà có thể sử dụng kiếm này rất là tốt như thế này này. Đấy, bây giờ có thể tiếp tục rồi. Bà sẽ lại cho lên bột lên tiếp này. Tuyệt. Ồ, cái này rất là tuyệt đấy chứ. Bây giờ bà sẽ cho vào trong này để cho nó nướng lên. Còn mình sẽ làm bánh tuyệt vời. Mình sẽ làm bằng cái kem mà mình đã tự làm. Rất là đẹp. Thêm một vài lớp nữa và mọi thứ đã sẵn sàng. Mình sẽ làm thật là đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy cái khuôn và chọc vào trong để có một cái lỗ. Ôi, mọi người đang làm gì vậy? Mình sẽ tiếp tục này. Mình sẽ bôi tất cả các kem lên trên. Và bây giờ cái điều tuyệt vời nhất, mình sẽ cho sô-cô-la vào trong này cho nó chảy ra để nó ngon và rất là tuyệt vời. Okay. Bây giờ mình sẽ đổ mọi thứ lên như thế này này. Oh, wow. Đấy, hãy nhìn vào hỏi đi. Cái này rất tuyệt vời. Đấy, bây giờ mình sẽ cho tất cả những cái này lên trên. Tất nhiên là mình là một đầu bếp tuyệt vời rồi. Ôi, bà mày nhìn quá. Ôi, bây giờ bánh của bà đã sẵn sàng rồi. Hãy nhìn mà xem. Cái của mình ngon hơn. Thử đi. Ôi trời ạ, à, bà đã làm một chiếc bánh dành riêng cho cháu. Còn đây là bánh của mình. Mình sẽ thử từ cái này nhá. Cũng không tệ. Nhưng mà cái này là cái gì? Eo ơi, trời ơi, đây là tóc sao? Thật là kinh tởm. Ôi, xin lỗi nhá. Thôi được rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái bánh này. Bánh này rất là ngon. Bà ơi, bà làm tốt lắm đấy nhá. Ôi, bà rất vui vì cháu rất là thích nó. Đây, bây giờ món này. Trời ơi, món này rất là ngon luôn ý. Sao? Nói gì? Không thể nào mà dừng lại được. Trời à, đây là người chiến thắng. Ôi, mình là đầu bếp tuyệt vời. Điều này đã quá rõ ràng. Trước hết, mình muốn ăn trứng rán. Sẽ được thực hiện. Ok. Ê này, cháu ơi, chúng ta bắt đầu rồi. À vâng vâng, suýt thì ngủ quên. Thôi, mình sẽ cần dầu. Cháu yêu ơi, bà nghĩ thế là đủ rồi. Một quả trứng là hơi nhiều dầu rồi đấy. Ôi, cảm ơn. Ôi, đây là trứng rán sao? Ôi, thế là sẵn sàng rồi nhá. Bánh mì thật là tuyệt vời. Ôi, tại sao bà lại đặt báo thức nhỉ? À vâng, đã đến lúc bà uống thuốc rồi. Tốt lắm, bây giờ bà sẽ cho vào mồm. Uống thôi, tuyệt vời lắm. Ồ, bà sẽ dùng cái cốc này làm một cái lỗ trên bánh mì luôn. Hoàn hảo. Bây giờ bà sẽ đập trứng vào. Và bây giờ bà sẽ cho thêm một tí muối. Đấy, ổn rồi. Bây giờ để làm món trứng chiên hoàn hảo, cần phải tách lòng đỏ và khỏi lòng trắng ra. Và con cá của mình đang làm rất là tốt điều đó. Tuyệt, bây giờ mình sẽ rút lòng trắng ra, cho vào trong ống tiêm và đổ chúng vào bát để thêm một ít tức nhuộm vào nhá. Đấy, kiệt tác này đòi hỏi một cách tiếp cận thật là tiêu chuẩn. Bây giờ, nền của bức tranh của mình sẽ có màu xanh lá cây. Đó, bây giờ mình sẽ cắt những cái bông hoa này ra và cho màu đỏ vào lên như thế này nhá. Và bây giờ, mình sẽ làm cái nụ hoa nữa, màu vàng. Tuyệt vời lắm, bây giờ có thể bày ra đĩa được rồi. Trang trí với cà chua bia. Và tất nhiên là cả múi tây nữa. Thì là quá hoàn hảo. Ôi, đấy, món của bà cũng xong rồi. Chỉ là hoa thôi mà. Thức ăn ngon nhất được làm bằng cả tình yêu. Bà biết lấy lòng cháu trai mà. Ôi, ngọn lửa. Dậy đi cháu ơi, lửa kia.
Ôi trời, làm sao bây giờ? Trời ơi, trứng cháy hết rồi. Thôi thì chắc là mình cho thêm sốt cà chua thì chắc là nó có thể hoạt động được rồi. Ok. Ôi không, sợ quá. Ôi, bà đã sẵn sàng, mời cháu ăn. Ê, cái này không ăn được đâu. Xin lỗi nha em. Oh my. Cùng xem nào, bà nội đã chuẩn bị cho mình cái gì. Ồ, món này ngon đấy. Ôi, cháu rất yêu bà. Bây giờ, thử cái này món của đầu bếp nhá. Ồ, đầu bếp đã thắng rồi, tuyệt lắm. Ôi, mình biết công việc của mình mà. Bây giờ, mình muốn ăn thạch trong chai. Mọi người làm mới nhá. Ôi, cô kê đã lắng nghe. Thạch trong chai sao? Lựa chọn tuyệt vời. Nào, đầu tiên, mình sẽ cần cái này, coca. Và bây giờ, mình sẽ thử một chút. Wow, ngon quá đi mất. Ôi trời ạ, không. Ôi, xin lỗi nhá, cháu không thể cưỡng lại được. Tại sao lại vào chúng ta chứ? Ôi, không còn nữa gì cho em sao? Không sao, mình có ý tưởng. Mình sẽ đổ đầy kẹo nớt vào đây. Và trong chai như thế này. Đó, sau đó mình sẽ đổ siro ngô lên trên. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ xịt cái này để nó đóng băng thật là nhanh nhá. Ồ, cái này chắc là ngon lắm đây. Đúng những gì mình cần. Ừ, coca không tốt đâu. Mật ong ngọt ngào sẽ tốt cho sức khỏe hơn rất là nhiều. Đó, bây giờ bà sẽ cho nó vào trong nước đá và biến nó thành thạch. Ôi, bây giờ hãy nhìn chuyên nghiệp đi này. Coca chỉ có đường. Và bây giờ cho thêm cả thạch nữa. Và thêm cả gel lên. Và tất nhiên là thêm một ít kim tuyến. Bây giờ thì có thể đổ nó vào đây. Và tất nhiên là có thể cho đá khô với nước. Và coca sẽ biến nó thành thạch luôn. Oh wow, ý tưởng thật là tuyệt vời. Đấy, thế là xong rồi. Nào, bây giờ thì mời mọi người. Ồ, tuyệt vời quá. Bây giờ thì mình sẽ thử cái món này đã nhá. Ừ, cũng không tệ lắm đâu. Ôi, cảm ơn cháu yêu của bà. Ồ, thạch từ coca sao? Món này cũng rất là tuyệt vời. Của chị thì nấu món gì nhỉ? Wow, trông của chị thật là tuyệt vời. Ồ, có cả kẹo bên trong này. Ngon quá. Em thích lắm không? Cực kỳ ngon luôn chị ơi, chị thắng rồi. Yeah, mình thắng rồi. À, cái gì? Nhiệm vụ mới sao? Ừ, em muốn gì em? Bây giờ mình muốn ăn bánh rán. Ok, được thôi. Bánh rán, ôi thật là dễ thương. Ok. Nào, mọi người nghĩ gì? Cũng giống nghĩ như mình đúng không? Trong khi họ đang tranh luận, mình có một ý tưởng. Mình sẽ làm chiếc bánh rán Oreo. Tiếng ồn này là gì vậy trời ạ? Ôi, xin lỗi nhá, mình đã quá tay. Bây giờ mình sẽ thêm Nutella và trộn đều với cả bánh quy lên. Ngon quá. Hỗn hợp bây giờ đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ cho nó vào trong nướng bánh quế nhá. Và tất nhiên là nó sẽ có những chiếc bánh rán rất là đẹp. Làm tốt lắm, ý tưởng tuyệt vời. Đó, bà cũng sẽ cho bột vào đây và đóng nó vào như thế này. Bột là tốt, nhưng mà ít bánh rán, không có nhân thì nói làm gì. Bây giờ mình sẽ bôi chúng bằng siro dâu tây như thế này này. Và chắc chắn đứa trẻ này sẽ rất là thích rồi. Bây giờ mình sẽ trang trí nó bằng kem. Đấy, marshmallow lỏng nhá. Cho nó vào như thế này này. Bây giờ thì đừng có quên thêm cả rắc topping lên. Đó. Và bây giờ mình sẽ không quên trang trí cái này bằng sô-cô-la nữa. Đó, mình sẽ ấn nó ra như này. Và những chiếc bánh ra mắt đẹp rất là tuyệt vời. Ôi, tuyệt vời. Ôi trời ạ, bà cũng đã xong bánh rán rồi. Bà cho thêm ít đường vào, nó sẽ rất là ngon miệng đây. Đó, bánh rán cổ truyền của bà. À đúng rồi, hoàn toàn quên mất.
Cảm ơn bà nhé. Đến lúc phải lấy nó ra rồi. Có lẽ mình sẽ thêm Nutella vào. Đây là lựa chọn đôi bên cùng có lợi nào. Ôi, đồng ý đấy. Cháu yêu bánh rán đến đây rồi. Wow, chảy cả nước miếng. Cái món này ngon thế nhở. Bây giờ sẽ thử món của bà nhá. Tuyệt vời. Bây giờ thì thử món của chị tiếp theo nào. Bánh rán Nutella ngon quá đi mất. Không có từ nào. Tuyệt vời, chị đã thắng. Hoan hô, mình thắng rồi. Giỏi lắm. Các bạn sẽ thích thử thách tiếp theo đây. Mình muốn chiếc bánh quế. Thôi, sẽ được thực hiện thôi. Nào, dễ dàng. Bây giờ thì đừng làm phiền bà. Bà cần một loại bột mì tốt nhất. 2 quả trứng, đường, bơ. Vậy bây giờ tạo ra một loại bột nhào rất là ngon. Tuyệt lắm. Bà rất là thích sữa. Ngon quá. Đấy, mà không thể làm được cái gì rồi. Bây giờ thì bà sẽ đánh thật là lên. Thôi, bình tĩnh đi bà. Đừng có di chuyển nhanh quá. Đổ bếp sẽ đổ bột vào khuôn. Bây giờ mình sẽ cho thuốc nhuộm vào và sẽ ngoáy nó lên. Tuyệt vời. Đó, trong khi mọi người đang làm, mình sẽ đổ bột vào cái khuôn làm bánh quế. Tại sao lãng phí thời gian chứ? Bánh quế sẽ xin xong chưa nhở? Đã xong rồi. Hoan hô. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra. Nóng quá, nóng quá. Làm tốt lắm cháu gái ơi. Trong khi không ai nhìn thấy, mình sẽ thử xem nó vị như nào nhé. Wow, ngon quá, không thể nào mà dừng lại được. Mình sẽ làm một cái mới cho em nào. Ôi, mình đã ăn hết từ cái này rồi. Đừng lo. Chúng ta hãy làm cùng nhau nhé. Ok thôi. Bánh quế của mình sẽ có rất là nhiều màu sắc. Nó sẽ đẹp như thế này đấy. Làm tốt lắm, cháu là một thiên tài. Ôi, cái này ngon quá, mình cũng ăn hết mất rồi. Ôi, trời à, không, hết bột rồi sao? Ôi, phải làm gì bây giờ? Chính xác, mình vẫn còn mì này mà. Mình sẽ thay thế bột. Ý tưởng tuyệt vời đấy chứ. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra như thế này. Hay quá. Bánh quế đã sẵn sàng rồi. Trông thật là tuyệt vời. 2 nửa, trời ạ. Bây giờ mình sẽ trang trí chúng bằng kem nhá. Nó sẽ trông thực sự rất là giống cầu vồng đúng không? Và để tăng hiệu ứng, mình sẽ thêm cả rắc topping nữa. Đó, đẹp chưa này? Wow, đẹp thật đấy. Cháu yêu, cho bà ít một kem sô-cô-la nhé. Bây giờ mình chắc chắn rằng cháu của bà sẽ rất là vui đây. Bà sẽ đặt những quả bóng kem lên bánh quế và rắc bột nó lên. Đó, tuyệt vời. Bây giờ thì bà sẽ trang trí bằng những quả dâu tây tươi ngon nhất. Bây giờ bà sẽ cắt ra đã nhé. Kìa. Ôi, quá tuyệt vời. Bánh quế của mình đã sẵn sàng. Bây giờ mình có thể cho anh chị thử rồi. Thêm một ít bột đường nữa và sẵn sàng. Hay thế. Ôi, cái này là cái gì đấy? Ôi, đáng sợ lắm nhưng mà phải thử. Eo ơi, cái gì này? Đây là cái gì vậy? Cầu vồng. Hương vị này thực sự rất là ngon. Kem thực sự tốt nhất. Giờ thử nhá. Bà thắng rồi. Bà ơi, món này ngon quá.